cũng có cái khác và cũng có cái giống nhau á. À, em có thể nói cái khác ở Việt Nam so với ở Lào không? Ví dụ như ở Việt Nam, buổi sáng người ta thích ăn bún, ví dụ như ăn bánh mì, ăn bún gì đó. Nhưng mà người Lào thì ăn xôi á. À, là chỉ thích ăn xôi nhiều hơn. À, địa điểm để mình đi khám phá, đi du lịch á. Với lại cũng thích con người Việt Nam. Nhưng bạn bè em cũng giúp đỡ em nhiều. Tại vì em người Lào á, em học ở trường em cũng không có nhiều sinh viên Lào nữa. Chỉ có 4 người ạ. 4 người thôi. Dạ, phải thử món súm á, súm đu đủ. À, anh đã từng thử chưa ạ? Chưa. Anh phải thử. À, súm đu đủ. Dạ, súm đu đủ. Ngon ạ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Atapu, một tỉnh miền nam của nước Lào. Và ngồi bên cạnh Bùi Hồ đây là một em gái, năm nay thì chị mới 19 tuổi phải không ạ? Dạ, em mới 19 tuổi. Em là một cô gái sinh viên người Lào tại Việt Nam và em đang học một cái trường đại học ở Huế. Thì cũng tình cờ thì Bùi Hồ vô đây nè, mua một cái món nước uống thôi. Rồi có nghĩa là cà phê đó, thì có một cái bạn người Lào không có giao tiếp được, nên em đi có ra để mà nói chuyện tiếng Việt thì hỏi là mới biết em là một sinh viên Lào tại Việt Nam, thì để hiểu thêm về cái cuộc sống của em tại Việt Nam như thế nào, cũng như tìm hiểu về một cái nét văn hóa của người Lào mà qua chia sẻ của em đi. Thì mời cô bác quý chị cùng nghe em đi chia sẻ về những cái khó khăn của sinh viên Lào tại Việt Nam. Mời cô bác quý chị ha. Cũng thích em cũng biết là Việt Nam và Lào là đất nước hai anh em á. Và em cũng thích con người Việt Nam và cũng muốn khám phá về nhiều cái như con người, lịch sử, về văn hóa Việt Nam đó. Thì hiện nay em đã học ở Huế 2 năm thì em đã đi được những tỉnh nào của Việt Nam rồi? Yeah, chưa, em chỉ ở Huế thôi. Nhưng mà trước đây em có đi em đi Nghệ An á. Yeah, đi du lịch với ba mẹ. À, ba mẹ vẫn là người Lào luôn? Dạ, yeah, người Lào hiện. Học chuyên ngành ngoại ngữ thì dạ. Đối với ở Việt Nam, văn hóa của Việt Nam với lại văn hóa của Lào nó có khác nhau nhiều không? Ý của em là gì ạ? Có nghĩa là về ăn uống ẩm thực nè. Ở Lào với Việt Nam nó khác nhau nhiều không? Dạ, cũng có cái khác và cũng có cái giống nhau á. Em có thể nói cái khác ở Việt Nam so với ở Lào không? Ví dụ như ở Việt Nam, buổi sáng người ta thích ăn bún, ví dụ như ăn bánh mì, ăn bún gì đó. Nhưng mà người Lào thì ăn xôi á. Là chỉ thích ăn xôi nhiều hơn. Có nghĩa là đi nói là ở Việt Nam á thì sáng lại thích ăn bún với là bánh mì. Dạ. Còn ở Lào thì thích ăn xôi nếp, đúng không? Dạ. Xôi nếp là một cái đặc sản của Lào. Dạ. Thì sau này em sẽ học ở Việt Nam thì em sẽ làm ở Việt Nam luôn hay là em sẽ về Lào để phục vụ cho đất nước? Chắc chắn là em phải về Lào rồi. Ở Việt Nam thì em thấy cái con người của Việt Nam như thế nào? Con người ở Việt Nam cũng rất là uy tín và nhiệt tình và rất là mến khách ạ. cái chữ viết của Việt Nam đó, chữ viết nó khác với lại chữ viết của Lào. Yes. Thì lúc đầu em học nó có khó lắm không? Và đối với em trở ngại nhất của nhiều sinh viên Việt Nam qua học Lào là sinh viên Lào qua học ở Việt Nam. Em thấy chữ Việt Nam cũng đối với em thì cũng không khó lắm, nhưng mà có cái khó là có dấu á, dấu nó khó lắm. Tại vì ở bên Lào thì cũng có nhiều dấu nhưng mà người ta chỉ dùng 2 dấu thôi ạ. Còn ở Việt Nam nó có nhiều á. Với lại nhiều miền khác nhau, nói giọng khác nhau, nó hơi khó nghe á. Nên thành nữ anh nghe đi là nói chuyện như giọng miền Trung. Dạ. Em có nghe người miền Nam nói chuyện bao giờ chưa? Dạ có. Em đã được về miền Nam của Việt Nam chưa? Dạ chưa. Em thì anh thấy là nói một cái giọng của miền Trung rất là dạ, miền Trung ạ. Là lý do là em ở Huế nhiều, em nói theo cái giọng địa phương ở Huế hay sao? Dạ, chắc là em nghe nhiều á. Nghe ở người Huế nói nhiều. Hiện nay thì đối với em ở Việt Nam khó khăn nhất là gì? Thì khó khăn nhất là về việc học ạ. Bởi vì em học ngoại ngữ, em cũng phải học 2 ngôn ngữ cùng một lúc luôn á. Em cũng hơi khó. Thầy cô nói tiếng Việt với nói tiếng Anh á.
khoa học ở bên Việt Nam nhiều không? Dạ nhiều. Tại vì anh trước đây anh cũng đi qua đây anh tìm hiểu về cái cuộc sống của người Lào ở Việt á. Gần thì sau khi mà học hết phổ thông á thì sẽ qua Việt Nam học, đã hết đại học ở về Lào phục vụ lại cho đất nước. Dạ. Và cái chi phí học đó là gia đình mình tự trả hay nhà nước tài trợ? Nó cũng tùy ạ. Tùy người, nhưng mà em sẽ có học bổng á, có học bổng, chi phí cũng sẽ có, nhưng mà cũng ba mẹ cũng cho. Thì mỗi một tháng thì chi phí học tập ở Việt Nam em tốn khoảng bao nhiêu tiền? Em dùng 3 triệu á, một tháng. Một tháng em sử dụng 3 triệu kiếp hay là 3 triệu tiền Việt Nam? 3 triệu Việt Nam. Việt Nam đồng. Bây giờ em đã sử dụng những đồng tiền Việt Nam gần chưa? Dạ gần rồi ạ. Sao anh cứ qua đây anh cứ ngỡ ngỡ cái đồng tiền kiếp anh khó nhìn hơn là tiền Việt Nam đúng không? Dạ. Yeah. Đồng tiền kiếp của Lào á thì nó khó hơn Việt Nam đúng không? Nó khó dạ không hơn. À. Em thấy tiền Việt Nam nó có nhiều á, nó có nhiều hơn tiền Lào. Uh-huh. Nó khó dùng hơn. Nó khó dùng hơn tiền Lào. Dạ. Yeah. Thì ở Việt Nam thì em thích cái điều gì nhất? Em thích nhất là về có nhiều địa điểm để mình đi khám phá, đi du lịch á. Với lại cũng thích con người Việt Nam. Nhưng bạn bè em cũng giúp đỡ em nhiều. Tại vì em người Lào, em học ở trường em cũng không có nhiều sinh viên Lào nữa. Chỉ có 4 người ạ. À. 4 người hả? Dạ, trường em chỉ có 4 người Lào thôi ạ. Người bạn cũng giúp đỡ em nhiều lắm. Sao em không học ở những cái trường đại học lớn của Việt Nam như là ở Sài Gòn mà lại học Âu Hán? Do vị trí địa lý nó gần như thế nào? Dạ nó gần hơn á. Nó gần hơn? Dạ. Mỗi một cái chi phí, mỗi một lần đi học và đi về vậy đi, từ Lào sang Việt Nam thì em tốn hết bao nhiêu tiền? Em đi xe từ Huế đến Atapu á, mất 600 á, 600 nghìn đồng. Em ở Huế 2 năm rồi thì em thấy ở Huế cái gì đỉnh? Em đã được vô kinh thành Huế chưa? Dạ có. Em đã được ăn những cái món của Huế chưa, như là bún bò Huế nè? Dạ ăn hết rồi ạ. Em thấy như thế nào? Em thích ăn bún bò Huế á. Em thường ăn vào buổi sáng. Ăn sẽ thích ăn bún bò Huế. Dạ. Nó có giống với là cái món nào của Lào mình không? Dạ không ạ. Lào thì thích ăn xôi nè đúng không? Thích ăn đồ nướng nè đúng không? Dạ. Thích ăn xôi với lại cá nướng, anh thấy là vậy. Dạ. Còn ở Việt Nam thì thích ăn cái món gì buổi sáng nó có nước. Dạ. Ví dụ như súp chẳng hạn, hoặc là cái món như là bánh mì. Em có dự định là sau này á? Anh không biết là em có bạn trai chưa? Em có rồi ạ. Có bạn trai là người Lào hay người Việt? Dạ, người Lào. Người Lào đúng ha. Đối với anh là lần đầu tiên đi đến đất nước Lào và đặc biệt là đặt chân đến tỉnh Atapu này thì anh thấy cuộc sống của người Lào rất là thân thiện, hiền hòa và dễ mến. Dạ. Thì em không biết là qua cái đoạn clip này thì em có thể giới thiệu cho anh cũng như là mọi người biết những cái nét đẹp độc đáo ngay tại tỉnh Atapu không? Dạ. Thì ví dụ như là đến đây thì ăn gì, ở đâu và đi chơi những cái điểm nào chẳng hạn? Atapu thì không có nhiều điểm để mình đi du lịch á. Mình chỉ có gì thác nước á. Dạ có thác nước. Nhưng mà nó xa lắm, nó xa với ở đây á. Mình phải đi qua huyện khác. Một cái ở Atapu này có bao nhiêu huyện? Có 5 huyện. 5 huyện. Dạ. Nhưng mà các huyện khác là nó ở vùng cao đúng không anh? Dạ vùng cao. Ở Lào thì anh biết một số cái di tích nè, dân lâm cảnh nè, chẳng hạn như là biết ở Viên Chăn nè, có Khải Hoàng Môn nè, biết ở ở Chăm Ba Sắc thì có Hoạt Phu nè, biết rồi. Ở Siêng Khoảng thì có cánh đồng chum nè, biết ở Luông Pha Răng thì nó có một cái Luông Pha Răng. Anh đã từng đi Luông Pha Răng chưa? Anh dự định là đi đó. À. Thì ngoài những cái điểm đó thì em có thể giới thiệu cho du khách đến đất nước Việt Nam mình không? Có thể điện Viên Chăn nè. Đến nào thì sẽ đi như thế nào và sẽ anh thật ra là khi đến đây anh cũng bỡ ngỡ. Anh lội bộ từ ở trên nhà nghỉ Đốc Chăm Ba, thẳng xuống đây.
rất là xa luôn. Ở đây không có xe, không có xe taxi nhiều nè. Dạ. Không có xe túc túc nhiều nè. Di chuyển rất là có khác biệt. Có thể nói cái cách di chuyển là cách ăn cũng như là khám phá đất nước Lào thì sẽ thưởng những món gì? Nếu mà ai đến Lào thì phải thử món súm á, súm đu đủ. Anh đã từng thử chưa? Chưa. Anh phải thử. À, súm đu đủ. Dạ, súm đu đủ. Ngon lắm, cũng cay lắm nữa. À, giống nó giống như gỏi đu đủ ở Việt Nam. Nó giống như gỏi. À, rồi sẽ đi cũng đâu? Và sẽ đi khám phá những cái nơi di tích lịch sử. Như vật phu Champa Sak này, vật phu Champa Sak, Luang Pha Bang, ở thác Quang Xí á, ở Luang Pha Bang, cũng đẹp lắm. Thác Quang Xí, dạ. Còn đi và đi Vieng Chan này, còn nhiều lắm. Em có thể nói đi. Đi chi nữa hả? Bây giờ thì mình đến đây mình sẽ ăn gì ta? Súm đu đủ. Súm đu đủ. À. Và súm đu đủ mình sẽ ăn với xôi này. Ăn với xôi với lại cá nướng á. Mình ăn với nhau nó sẽ hợp lắm. À. Còn nếu như mà muốn đem quà về thì mình sẽ mua những cái món gì? Mua. Ở Vieng Chan á sẽ có quà lưu niệm á, quà lưu niệm. Như cái hình không biết nói trắng này không biết nói như thế nào. Anh thấy ở Lào nó rất là hay, là có nghĩa là khoảng 70% là theo Phật giáo. Dạ, theo Phật giáo. Còn lại là Công giáo với là một số tôn giáo khác. Thì ở đây thì các sư buổi sáng thì khoảng 9 đến 10 giờ ở các chùa có thường đi các khách quanh quen đường không anh? Dạ có. Thì các con? Dạ con. Hằng ngày thì những cái ngày thường như thế này ở chùa đằng trước thì anh đang có lấy cái chùa đó thì các sư có đi khách thật? Dạ có. Đi xíu thì đi hằng ngày. Dạ không mà. Thường đi vào buổi sáng 6 giờ á. 6 giờ là đi rồi? Dạ 6 giờ là đi rồi. À, tại vì gặp đi thì qua cái quán cà phê này nè. Thì bây giờ nói chuyện tiếng Lào được, còn em gái trong kia là nói chuyện không có được. Gia đình thì sau này về Việt Nam thì ở về Lào thì em sẽ làm cái công việc gì? Em cũng chưa biết á, nhưng mà em học sư phạm Anh á, em cũng muốn dạy tiếng Anh. Dạ. Không biết thì lương giáo viên ở Lào thì mỗi một tháng là bao nhiêu kiếp? Thường mỗi tháng là mới ra trường em biết. Nó không cao lắm. Không cao bằng Việt Nam nữa. Không cao bằng Việt Nam? Dạ. Ủa? Mỗi một tháng chỉ được khoảng 1 triệu, 2 triệu thôi ạ. 1 đến 2 triệu. 1, 2 triệu, 2 triệu thì nó khoảng đổi ra tiền Việt Nam. Nếu như mà tiền Lào, kiếp Lào trước đây có giá? Dạ, trước đây nó có giá. Còn bây giờ thì nó bằng nhau rồi ạ. Cũng khó lắm. Sinh viên học ở Việt Nam cũng khó lắm. Lúc trước đây là mỗi 1 triệu kiếp thì... 1 triệu kiếp thì... 2 năm về trước đi. 2 năm về trước 1 triệu kiếp Lào thì đổi sang Việt Nam là bao nhiêu tiền? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi? Dạ. Trước đây 2 triệu 7 nữa. À. 2 triệu 7. Còn hiện nay? Còn hiện nay thì chỉ được 1 triệu 3. 1 triệu 3. Sau khi mà đồng tiền kiếp so với đồng tiền Lào, kiếp Lào so với đồng tiền Việt Nam đồng giảm giá thì cái việc ăn học của em nó có khó khăn nhiều không? Dạ khó nhiều ạ. Sẽ mua gì mình cũng nghĩ không có dám mua đâu. Nó giá, nó mình thấy nó giá nó cao lắm á. À. Thì ở Lào này ba mẹ em làm công việc gì đi? Dạ ba em làm ở văn phòng giáo dục thể thao á. À. Văn phòng giáo dục thể thao. Còn mẹ em làm ở sở nội vụ. À. Nghĩa là ba mẹ em đều làm ở nhà nước hết. Dạ. Nên là tưởng là trước đây thì ba mẹ cũng muốn học ở Việt Nam luôn hay sao? Dạ không ạ. Mẹ em học ở Lào hết. Ba mẹ em ở Lào. Dạ. Thì sao sẵn qua một cái đoạn clip ngắn như thế này, anh em mình tâm sự với nhau, thì em có muốn nhắn gửi những lời nào đối với những người Việt Nam cũng như là những chàng trai Việt Nam không? Cùng Việt Nam và Lào cũng là đất nước anh em á, em cũng mong muốn là Việt Nam với Lào sẽ yêu thương nhau và thương nhau như này mãi á. Anh khi qua Lào thì anh được nghe nói rằng cái câu này nè rất là hay: nước Lào cũng giống nước ta,
cái cửa là để đi ra đi vào. Em có nghe câu nói đó không? Dạ có. Em nghe câu nói đó sao? Hay là nước ta cũng giống nước Lào, cái cửa là để đi vào đi ra? Dạ không ạ, kiểu là cũng hay hơi giống nước Việt Nam cũng kiểu là cũng có văn hóa gần giống nhau á, kiểu cũng hay yêu thương nhau. Thì đó. À, Vy năm nay thì chỉ mới có 20 tuổi thôi đúng không? 19 ạ. Dạ. Ở Lào thì học hết lớp 12 là qua bên đó em học luôn. Dạ. Cái cảm giác lần đầu tiên mà xa lạ một người mà xa quê hương đó, đó giờ học ở trường không á, thì học ở Việt Lào đó, chỉ là bạn nói tiếng Lào rất là dễ rồi. Thì khi mà em lần đầu tiên em đặt chân đến Việt Nam thì nó như thế nào? Em lần đầu tiên mà em đặt chân đến Việt Nam á, em cảm thấy hơi lo lắng và cũng kiểu nó hơi xa lạ, xa với bố mẹ á. Mình cũng hơi không biết nói ra nghe, nhưng mà nó cũng vui á. Kiểu mình có nhiều bạn bè á, và thầy cô cũng rất là yêu thương mình á. Thầy cô rất là quan tâm đến mình. À, khi em lúc đó thì em qua học Việt Nam lần đầu tiên em biết tiếng Việt chưa? Dạ chưa ạ. Chưa. Em không nói được câu nào hết á. Thì thầy cô sẽ nói với em tiếng Anh. Dạ không ạ. Thầy cô nói tiếng Việt. Thầy cô nói tiếng Việt? Dạ. Lần đầu tiên mà em đi học á, cùng nói kiểu nói với nhau mà cũng không hiểu nhau lắm. Buổi sáng em đi học á, nhưng mà cô bảo là buổi chiều mình nghỉ nhá. Xong rồi chúng em vẫn đi học, tại vì mình nghe không hiểu. Có nghĩa là buổi sáng vẫn đi học bình thường. Dạ. Cô nói là buổi chiều mình nghỉ. Ừ. Thì em cứ nghĩ là bữa đó mình nghỉ luôn. Cái em ở nhà luôn. Em nghĩ là cô bảo là buổi sáng nghỉ, xong rồi buổi chiều đi học tiếp á. Nhưng mà cô bảo là buổi chiều nghỉ. À, buổi chiều nghỉ để buổi sáng đi học đúng không? Dạ. Rất là dễ thương. Thì hôm nay thì ngay tại tỉnh Atabu, ở đây là thành phố Atabu, tỉnh Atabu hay là thị trấn nha? Thị trấn á. Thị trấn Atabu. Dạ. Anh cứ ngỡ dạ không, tỉnh Atabu và thị trấn Samakhisai á. À, thị trấn Samakhisai. Samakhisai. Lần đầu tiên được đặt chân đến Lào, được gặp một cái cô sinh viên người Lào tại Việt Nam, thì qua trao đổi cũng khá là thú vị. Thì hôm nay cũng tình cờ anh em mình gặp nhau. Anh là một người Việt Nam lần đầu tiên được đến một cái đất nước gọi là anh em của Việt Nam. Thứ hai nữa là một cái đất nước khá là thú vị mà chưa nhiều người Việt Nam lại đặt chân tham quan du lịch đến đất nước mình. Yeah. Người Việt Nam thì thường đi du lịch những nước như là Thái Lan hay là Malaysia, Singapore, ở những nước Đông Nam Á đó, hoặc là những nước phương Tây đó. Thật ra thì người Việt Nam qua Lào chủ yếu là để họ làm ăn thôi. Dạ. Đoàn khách của Việt Nam mà qua Lào để mà du lịch thì rất là ít luôn. Đó, thì hôm nay thì có em thì anh em mới trao đổi với nhau để cho hiểu thêm về cái cuộc sống của một cái cô sinh viên người Lào tại Việt Nam, cũng như san sẻ những cái nỗi khó khăn của cô gái Lào lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam. Thì hôm nay anh cũng xin chúc em qua Việt Nam học càng ngày càng giỏi. Sau khi tốt nghiệp xong á thì sẽ về Lào làm được một cái công việc thật là ổn định với là một cái thu nhập cao. Thì anh chân thành cảm ơn em đã chia sẻ cho anh một cái đoạn clip vô cùng quý báu về người Lào nói về người Việt Nam ngay tại Lào. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em, chúc em sức khỏe và thành công luôn, học giỏi nha. Em muốn nói lời nào gửi đến mọi người nữa không? Em cảm ơn mọi người đã nghe mình trao đổi. Và cũng xin chúc mọi người nhiều sức khỏe và nhiều thành công. Dạ, cảm ơn.